đều những hảo thủ trong làng TFT, điểm số rank thách đấu hơn 1k, đánh cực kỳ hay luôn. Sao như vậy rồi, chứ anh Eka được biết đến với cái lối chơi counter meta, cùng với đó là counter luôn caster, và chúng ta đã có ngay cái màn hình đấu của chúng ta rồi. Được biết là thực sự thì sau khi tôi đã check qua được những cái bảng điểm hay là những cái bảng đấu thì tôi thực sự tôi không thấy một cái tên gọi là Phong Hoa TFT. Thì anh Phong Hoa, anh có thể chia sẻ một chút là giải này anh có đăng ký hay không, hay là anh đăng ký dưới một cái tên khác thì phải, anh có thể chia sẻ một chút được không ạ? Mình có đăng ký giải Chosen Team Chosen One lần này nhé, và mình đã đổi tên để có thể phá được cái rớp trước đây rồi, và mình xin thông báo là mình đã qua được vòng bảng rồi nhé. Wow, chính xác là có thể là Phong Hoa TFT anh ta đã chơi một ID khác. Thì không biết là anh có thể chia sẻ luôn là anh chơi bằng ID gì để cho mọi người tiện có thể theo dõi ở những vòng sau. Cái này thì chắc là mình xin phép là phải giấu thôi, để khi nào mà mình vô địch thì mình sẽ tiết lộ điều đấy nhé. Rất kỹ, không biết rằng trong những cái người chơi mà tôi được chứng kiến ở trong những cái bảng đấu vừa qua thì có Phong Hoa TFT hay không, bởi vì có những rất nhiều những cái tên lạ được xuất hiện trong bảng đấu trong giải đấu của chúng ta ngày hôm nay. Màn hình chúng ta hơi mờ một chút, và đây là Đức Anh 2K, anh ta đang có một mảnh giáp cùng với đó là một mảnh găng và kháng phép, thì liệu rằng ở trận đấu này anh ta sẽ có những con tướng như thế nào đây. Và một thông tin nữa dành cho các bạn, nếu các bạn nào đang không biết thì tối nay chúng ta sẽ có một phiên bản cập nhật. Sang phiên bản mới thì mọi thứ sẽ có khá nhiều điều thay đổi. Thì anh Phong Hoa có thể chia sẻ một chút. Tôi thì tôi thường thì tôi theo thiên hướng là đọc qua một chút về những cái bản cập nhật rồi sau đó là đi học hỏi nhiều hơn về các streamer. Thì anh Phong Hoa có thể chia sẻ một chút về những cái sự thay đổi về phiên bản sau hay không? Ở phiên bản sau thì tướng sẽ thay đổi khá là nhiều, dẫn đến hướng đến khác chơi cũng sẽ thay đổi nhé. Các vị tướng thì hầu hết được tướng 4 tiền á. Ngoài ra thì cũng thay đổi một số nho nhỏ những vị tướng 1 tiền và 5 tiền. Đặc biệt ví dụ như là con Volibear ấy, nó sẽ thay đổi là thay vì nó được phá giáp như trước ấy, thì nó sẽ là x2 sát thương. Mình đang chưa test thử nhưng mà nghĩ là nếu mà con Volibear cầm những item như kiểu quỷ thư thì có thể nó sẽ được x2 lượng sát thương khi nó ra được skin diện rộng á. Mình đang rất mong chờ đến bản bản mới cập nhật ngày hôm nay để xem nó như thế nào á. Cái phiên bản mà có sự chỉnh sửa đến từ hai vị tướng có thể nói là rất là hot, với việc mà cái chiêu mà nó tạo ra sự ảnh hưởng vào đây. Chúng ta quay trở lại một chút đến với màn hình của tuyển thủ Đức Anh 2K, anh ta vừa lắp cho mình đó là một cái thú tượng từ sớm, nhưng anh ta lại có thêm hai mảnh của thú tượng, anh ta phải chọn một trong hai và Hơi check nhà khó rồi. rất kỹ, đánh rất kỹ rồi. Anh đánh giá là hơi xấu rồi, tức là không có hướng để chọn item á. Bạn ấy lắp một sớm cho mình một cái thú tượng, nhưng mà cái thì thường sẽ hướng đến những item như kiểu chỉ là giáp lửa hoặc quyền năng thôi, mà như thế thì nó sẽ kiểu nó không không tối ưu được sức mạnh ban đầu á, rất là khó để chọn được item ở turn đi chợ cho bạn, cho Đức Anh AK á. Đức Anh 2K anh ta hơi khó một chút, với việc mà anh ta có lượng đồ xấu như thế này thì Đây là khả nghĩa năng đen đi chứ. cao. Đây là nghĩa đen đi mà em. Ồ, vậy là nãy giờ tôi nhìn con pet mà quen thuộc của Đức Anh 2K mà tôi nhìn sang đó Đức Anh Đức Nghĩa Đen Đi. Ôi giời ơi, rất xin lỗi các bạn vì những cái sai sót vừa rồi, và đây là màn hình máy của Nghĩa Đen Đi. Tôi không nhìn rõ lắm, với việc mà màn hình tôi đang để là màn hình bé, zoom to hơn để có những cái chất lượng hình ảnh tốt hơn. Và Nghĩa Đen Đi anh ta có thêm một con Senna 2 nếu anh ta muốn lên hay không. Nhưng mà nếu mà lên liệu rằng anh ta sẽ có một chiến thắng và có một cái chuỗi không được đẹp cho lắm. Anh thì anh nghĩ là bạn ấy tướng của bạn ấy có thay thế nào anh nghĩ cũng sẽ là logic thôi. Anh nghĩ là trong cái tình huống như này ấy, bạn nên giữ một số tướng mà có thể đép được tốt như kiểu Nunu, ngoài ra thì bán hết tướng đi để tối ưu tiền sẽ hợp lý hơn. Ta đang suy nghĩ một chút, và đây đây thực sự mới là đối thủ Bây mà anh giờ ta gặp, Đức Anh 2K. Đức Anh 2K thì có một
bài đấu có vẻ là rất là mạnh, với việc mà có hạ cho mình đó là hai kỵ sĩ cùng với đó là hai ma pháp sư Zeke 2 và một con Brain như thế kia thì chắc chắn sẽ là một bài đấu đẹp được lượng máu dành cho đội anh 2K. cho mình lại tức rồi. Thức anh thì đồ có vẻ sáng sủa hơn chút, có mình một kiếm tử thần mảnh cũng rất là đẹp, có mình một cái nước mắt dự như một cái kháng phép này sẽ hướng nhiều đồ tân đi chợ hơn. Màn hình của tôi thấy đang là hơi mờ, thì liệu rằng đây rồi, một con Lee Sin cầm nước mắt, Seth cầm giáp giáp lưới và Nghĩa đen đi, anh ta quyết định lấy cho mình đó là một mảnh cung, có thể là hướng đến một cái quyền năng khổng lồ từ sớm hoặc là một cái cung xanh. Thường thì bây giờ ở những cái giai đoạn đầu game ấy cho mình những item như kiểu là cung xanh lắm, bởi vì là nó không quá tối ưu được sức mạnh á, cũng như là kiểu nó sẽ bị phòng ở những cái bộ bài mà dùng đến lượng sát thương vật lý nhiều. Thường thì sẽ không lắp sớm đâu, nếu mà anh nghĩ lắp thì họ họ sẽ trừ khi win the trick, tức là nếu mà em lắp để win the trick ấy, thì sẽ lắp sớm cung xanh, còn nếu không thì anh nghĩ là bạn ấy sẽ không lắp đâu. Wow, tôi đang nhìn thấy một nhà nào đó hai con Revenant dành cho Nghĩa Đen đi rồi. Và Nghĩa Đen đi anh ta, nếu mà anh ta thực sự muốn có một lượng tiền ổn thì anh ta sẽ có thể là bán luôn này đi, liệu rằng đó là quyết định của anh ta hay không. Hai con Revenant và một con Brain 2 thì hơi khó để Nghĩa Đen đi có thêm một chiến thắng dành cho mình và lắp cho mình đó là quyền năng khổng lồ dành cho Lee Sin để có thể đét được thêm lượng máu. Brain 2 lượng sát thương là rất nhiều cùng với đó là giáp lửa nữa thì khả năng cao với một con Saiyan lao ra như thế này thì Nghĩa Đen đi sẽ ăn đấm với ba con. Việc lắp đồ giúp anh ta đép thêm được hai vị tướng nữa khá ổn với lượng máu như này, Lucic 4. Đưa anh 2K đây rồi. Và đây là Đức Anh 2K. Đức Anh 2K thì có một cái chuỗi không được quá là đẹp nhưng tôi nghĩ rằng đó là ổn thì anh ta có thể đép được một game đấu với việc quả đồ của anh ta đã tối ưu được luôn. Theo Vũ thì với cái lượng item như này thì đưa anh 2K hướng đến những bài đấu như nào nhỉ? Với việc mà có cho mình đó là kiếm tử thần và huyết kiếm thì em nghĩ là Đức Anh hoàn toàn có thể hướng đến một bộ bài Aphelios, sẽ là một bộ bài an toàn hơn. Hoặc là với việc mà anh ta có, ví dụ anh ta roll không ra Aphelios, anh ta ra Lucian, anh ta có thể hướng đến, nhưng mà lượng đồ này liệu rằng theo anh Phong Hoa thì lượng sát thương có là ổn không? Theo anh ấy thì cái item của Đức Anh hiện tại đang có thể coi như là có hai cái item mà thuộc hàng top tier của cái bản này rồi. Tức là cái hai item là huyết kiếm và kiếm tử thần á, bạn ấy có thể hướng được rất nhiều bài luôn. Anh ví dụ nhá, Thần này có thể cầm được này, Amphe cũng có thể cầm được, mà Kêu cũng có thể cầm được. Thậm chí là những cái tướng như kiểu là cầm không quá ngon nhưng đỡ ven nhưng cũng có thể là cầm được. Rất là ngon á. Vừa có hồi phục cũng như là lượng sát thương. Khá ổn với lượng đồ của Đức Anh 2K, anh ta tối ưu hóa được hết luôn và có cho mình đó form bài kỵ sĩ có đấu sĩ được kích hoạt và liệu rằng ở trận đấu này anh ta sẽ có thêm được những gì anh ta đang muốn thay đổi một chút, nhưng mà liệu rằng Nidalee có phải sự lựa chọn ngon không, bởi vì Zeke 2 là một lượng sát thương đơn mục tiêu rất ổn định ở giai đoạn đầu của trận đấu. Anh nghĩ là bạn ấy sẽ Và anh ta có thêm một mảnh kháng phép. Wow, hai vị tướng 4 tiền dành cho anh ta. Nhưng mà anh ta quyết định bán để lấy được 30 tiền, khá ổn, một con Galio từ sớm. Có thể hướng đến bộ bài liên quan đến vệ binh chẳng hạn. con Galio này cực kỳ ngon nhé. Thật sự luôn á. Rất ngon. Bởi vì sao? Bởi vì là cái item của Đức Anh á, item Dam rồi, là bạn ấy đã có rồi. Thì bây giờ cái cần á là cái lượng tank đủ để có thể cái con cò của bạn ấy có thể gây lượng sát thương á, thì cái con Galio này là cái con bù lượng tank cực kỳ hiệu quả trong cái bản này rồi. Nếu ra sớm thì quá tuyệt vời cho Đức Anh 2K luôn á. Chính xác như vậy rồi, đây là một bài đấu của ai đó hình như là IBI2, anh ta có một cho mình đó là hai ma pháp sư cùng với đó là ác quỷ kỵ sĩ. Màn hình của chúng ta hơi mờ, của tôi hơi mờ một chút. Kia là một cái giao điện cùng với đó là găng bảo thạch thì phải, nhưng mà với việc một trang bị
thuần về sát thương phép hơn thì chắc chắn là Đức Anh sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa rồi. Anh ta không có thể bán đi vị tướng nào để lợi tức cả. Và như anh Phong Hoa đã nói, con gái Liu thì hiện tại rất ngon này, cho Đức Anh ta có muốn bắt lại vị trí Senna chẳng hạn hay không? Không. hơi 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 anh nghĩ là cái pha vừa rồi á, nếu Đức Anh mua con Leona á và turn sau up cấp thì sẽ có thể thay được con Hegrim thay bằng hai con kiểu Leona với Galio là cũng ok rồi á, nếu mà bạn không muốn roll nhiều. Có vẻ Wow. Đức Anh đang roll hơi nhiều rồi thì phải. Thực sự là run rất nhiều. Phải lợi tức lại cho mình 20 tiền thôi. Có vẻ như Đức Anh 2K anh ta muốn giải giải quyết những đôi thông của mình. Và đây là màn hình máy của SVM Lâm Luis. Anh ta có cho mình đó một cái Nico, một trang bị vút bay, một trang bị đánh giá rất cao thì hiện tại. Một cái meta mà lượng CC khá nhiều đến từ Thresh hay những vị trí như là Zyra, nó né đi, nó counter đi những vị trí đó, mà con Thresh khi mà nó tung cái án tử của mình ra rất khó chịu. Jimmy anh ta có vẻ sẽ nhận thêm một trận thua nữa, với việc mặc dù đã lên 6 và khung cho mình thêm những vị tướng nhưng anh ta không đép được, liệu rằng có sự khác biệt không? Không, câu trả lời là không rồi. Làm khỏe tối ưu item khá là hiệu quả. Thực sự để mà nói thì Lâm Luis anh ta có một form bài rất đẹp rồi. Một form bài mà lượng đồ anh ta cũng có thể lắp được hết. Và có cho mình đó là win streak 7 hoàn toàn xứng đáng mà thôi. Với bộ bài này thì liệu rằng anh ta sẽ hướng đến một bộ bài gì trong tương lai khi mà anh ta lên 7. Hoặc có thể là anh ta có thể lì lên 8. Một bộ bài ví dụ như là một bài Lucian đang khá hot ở meta hiện tại. Thì anh Phong Anh có thể chia sẻ điều kiện để một bộ bài Lucian nó có một lượng sát thương lớn, một kiểu một lượng sức mạnh khủng khiếp. Bởi vì rất nhiều tuyển thủ thắc mắc, nhiều bạn chơi leo rank mà thắc mắc rằng Lucian nhà người ta thì mạnh mà Lucian nhà mình thì sấy không có đam. Cái này thì mình cũng có chia sẻ khá là nhiều đó. Thực ra thì cái bộ Lucy á, mọi người phải hiểu rõ cái sức mạnh của cái bộ này. Có hai điểm mạnh. Thứ nhất là con Lucy ở bản này á, nó được có rất nhiều lựa chọn item nhá. Tức là có thể cầm theo kiểu sát thương vật lý thuần á, cung xanh này, kiếm tử thần này, cộng thêm một đồ hồi phục kiểu huyết kiếm hay bàn tay. Nhưng mà nó cũng có thể cầm theo một kiểu dạng khác là Lucian AP, là kiểu cầm bàn tay này, diệt khổng lồ với cả crit phép hoặc là quyền năng khổng lồ. Tức là cái con Lucian bản này nó cầm item rất đa dạng và lượng sát thương thì vẫn rất là nhiều đấy, cái đấy là thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai ấy, cái vệ binh này này, cái điểm mạnh của nó là con Galio nữa, con Galio cực kỳ trâu ở bản này, nên là những cái bạn nào mà đánh cái bộ vệ binh Lucian ấy, mà chỉ hướng đến Lucian thôi mà không có đồ tanh cho Galio thì đấy, thì các bạn phải hướng đến cả những con những cái item thủ cho Galio nhé. Mình có thể cho có một cái gợi ý, ví dụ như là cái thú tượng là một, và thứ hai là cái thú tượng ánh sáng á, là một trong những item cực kỳ mạnh cho con Galio luôn. Các bạn có thử test thử, hôm trước mình đã có một trận mà đánh bằng con Galio cầm thú tượng ánh sáng với thú thường và thắng được cả mực 3 á, nên là bạn nào có thể thử xem. Vâng, một chia sẻ để các bạn có thể cải thiện những cái và một cái sách biến biến ấn dành cho EBI. Anh ta có một cái biến ma pháp sư có thể hướng đến, đó là một con Vilcos. Màn hình của tôi hơi mờ, anh ta đang có một con Kama với một cái găng bảo thạch thì liệu rằng anh ta có thể đép được trong tư này hay không đây. Vẫn là đẹp EBI được. anh anh ta không có quá nhiều lượng tiền và chắc chắn là đép được rồi. Anh ta đã run có vẻ là khá nhiều và round đồ ánh sáng khá quan trọng dành cho anh ta. Lâm Luis Winstreak và anh ta có một cái giáp gai hồng hoa, cùng với đó là dây chuyền và chắc chắn là giáp gai hồng hoa rồi. Đó. Thường thì các bạn những cái bạn ở top cao á, họ thường khá cái như kiểu là dây chuyền ánh sáng này, giáp gai ánh sáng này, vuốt rồng ánh sáng hoặc là thú tượng ánh sáng, nó cực kỳ mạnh nha anh em nhé, chứ không lúc nào cũng hướng đến item đam đâu. Đam thì ví dụ như ở đây là Lâm Luyết có một cái huyết kiếm và một mảnh của cung xanh hoặc là diệt khổng lồ đó, thì bạn sẽ không quá cố hướng đến những item đam đâu, mà sẽ hướng đến item thủ. Lượng đồ của Lâm Luis
rất tuyệt vời rồi, anh ta có được hai đầu thủ và một trang bị rưỡi liên quan đến thương hướng sát thương vật lý ấy. Thì anh ta đang có một cái switch 9 nữa, một cái lợi thế khá lớn. Và bên kia đó là một nhà thi đấu của ai đó mà tôi không nhìn rõ tên, nhưng anh ta có cho mình đó là Raven 3 đồ. Nhưng là liệu rằng Raven lượng đồ như thế này thì khá khó khi mà gặp những cái đối thủ như là thiết giáp hay là hiệp sĩ thì phải. Hai con Raven dành cho anh ta rồi, lượng tiền cũng khá nhiều. Là phòng phòng thứ hai, anh ta có hai Raven win streak 4, với việc có Raven từ sớm và ba đồ này, lượng tốc đánh đến từ Raven là rất cao. Ủa, có đánh giá cao về cái con đời vật này không em? Em thì không, thực ra thì ở cái thời điểm đầu thì nó sẽ là lượng sát thương ổn và anh giúp cho anh ta kiểu có thể lên cấp được sớm. Em nghĩ là có thể bổ sung vào sau bằng Axan chẳng hạn. Anh nghĩ là với cái lượng item này ở tầm 3 chấm đầu 4 chấm gì đó thì bạn ấy khá mạnh đấy. Nhưng mà hơi đen cho bạn một cái ấy, là cái trận này nếu mà anh không nhớ không nhầm á là Ban Phước ở dưới 40 máu là sẽ ra một cái gọi là cái biến hệ Biến á. hệ chính Đúng xác. rồi. Anh nghĩ là nếu mà với cái biến hệ như thế á tầm một lát nữa sẽ rất là nhiều thiết giáp luôn. Biến hệ thiết giáp, và ví dụ như gặp phải một nhà bốn thiết giáp thì con Đúng rồi. Raven này ném chắc gãy tay. Chính xác. Nhưng mà tầm này thì bạn ấy sẽ khỏe và giữ được máu thôi. Chắc chắn là cực kỳ mạnh, một vài đấu hình như là Đức Anh 2K thì phải, Đức Anh 2K hoặc là Nghĩa Đen đi gì đó với một con pet như thế. Thì tôi nghĩ rằng đó là một bài đấu Lucian 2, nhưng mà liệu rằng lượng đồ liệu có ổn hay không đây. Một con Veil Code cầm cho mình đó là thanh kiếm Hextech, có biến thiên thần cùng với đó là biến ma pháp sư. Như đã nói là ở dưới 40 máu chúng ta sẽ có một lượng sách, một cái sách biến hệ, nên lobby chúng ta khi mà các bạn xuống dưới 40 máu sẽ có rất nhiều nhà có thể comeback và Raven bị Đây, ném đây là một rất ví dụ đây. nặng, không đủ sát thương để xuyên qua thiên thần. Và đây là Nghĩa Đen đi. Nghĩa Đen đi, anh ta có một con Lucian cầm cho mình đó là quyền năng khổng lồ. Có thể sẽ hướng đến đó là huyết kiếm hay không? Đây chính là một con Lucian theo dạng kiểu là Lucian AP này. Nó cầm những item không phải là thuần sát thương vật lý này. Với cái quyền quyền năng này á, nó cực kỳ lợi cho Lucian khi mà con Lucian nó sẽ tích cực số lên 25 cực kỳ sớm luôn. Nó chỉ cần một sấy thôi là có thể gần như là full số rồi á. Ồ, cái Đối rồng thủ à. rất rất mạnh, anh ta có ba đối thủ tôi nghĩ là ngon nhất rồi để counter cái lobby này, với việc mà có cho mình đó là Veil Code và khá nhiều Raven, có crit phép khá nhiều. Và đây chính xác như vậy rồi, một con Veil Code như thế này thì sấy con Sejuani này sẽ không quá vào máu. Và Lucian 2 thì hiện tại sát thương tổng hợp đến từ một cái quyền năng khổng lồ là rất nhiều. Nó sẽ là một tơn thua của Gimmy mà thôi. Cái lựa chọn mà của Nghĩa mình thấy cũng khá là hiệu quả, tức là thay vì như bình thường á, người ta sẽ lắp một cái huyết kiếm cho con Lucian để lấy lượng hồi phục á, nhưng mà bạn ấy để ý tính toán qua lobby có ít nhất là tầm hai nhà là Gimmy và EBE là đang đánh cho mình một form sát thương phép á, là vé cốt á, nên bạn đóng cho mình một cái bốt rồng trước, mình thấy khá hợp lý thôi. Vậy thì theo anh Phong Hoa, wow, đây là bài Lâm Luit, bài đấu của anh ta phải nói là mặc dù là win streak nhưng mà anh ta có một bộ bài rất mạnh ở thời điểm hiện tại, một con Lucian 2 đồ và con Galio cũng là như vậy. Rất Đó, khủng khiếp. đây đây chính là một ví dụ cho bộ Lucian ở bản này. Nhiều sát thương. Vậy thì theo anh Phong Hoa ở round thi đấu sau, nếu được chọn một trong hai thì Nghĩa Đen đi sẽ nhặt huyết kiếm hay là nhặt bàn tay công lý. Chính xác là anh nghĩ là bạn sẽ hướng đến cái găng. Cái găng nó có thể lắp bàn tay cũng như là crit phép. Nó khá ngon bởi vì anh ta có thể hướng đến ví dụ là một mảnh cung nữa, có thể hướng đến đó là diệt khổng lồ. Chính xác. Với việc mà lobby này chúng ta thấy con kêu cầm cho mình đó là mảnh gậy thì phải, màn hình của tôi hơi mờ một chút. Afe cầm cung, Timo cầm kháng phép và một mảnh găng, chắc chắn như anh Phong Hoa đã nói là Nghĩa Đen đi anh ta sẽ lấy mảnh găng để hướng đến
có thể là Chris Webb hoặc là một bàn tay công lý. Con Kale này chưa ai nhặt cả và có người nhặt rồi, tôi không nhìn rõ đó là ai. Và đây là một con Teemo cầm kháng phép. Ai sẽ là người nhặt đây? Con kêu là dành cho Gimme rồi. Rồi Gimme trận này là có đến 3 nhà đánh AP thì phải. Mình anh nếu không nhớ không nhầm thì có một nhà đánh ở Karma nữa thì phải. Thế thì khá nhiều lượng sát thương phép đấy. Em nhớ là nhà các ma đó là lắp đép hướng đến chắc vẫn là Veo Code, bởi Ừ, vì là anh đang có EVE đúng không? chính Nhưng mà xác. vừa xong hình như là anh có nhớ là lúc mà bạn ấy đảo qua anh nhìn là có thêm một nhà nữa đánh, tức là đánh các ma mà không có biến biến ma pháp sư á, chứ không phải là nhà EVE đâu. Cùng nhau xem cái biến hệ này của Đức Anh ta sẽ ra được những gì mà Lucian có. Bài đấu của Đức Anh có vẻ như là anh ta run không ra rắc hai và một cái giáp máu vinh quang vua mốc, có cho mình là kiếm tử thần. Bốn hiệp sĩ thì liệu rằng con Raven kia có thể xuyên qua cái lớp này không đây? Biến cung và ấn kỵ sĩ. Wow, nếu mà một Ồ. cái ấn kỵ sĩ dành cho Jax thì rất là ngon nha. Nhưng mà Jax đã ba đồ mất rồi. Hơi tiếc cho Đức Anh và cũng hơi khó cho Đức Anh rồi. Đức Anh nếu mà hướng đến bộ rắc ở trận này thì hơi khó bởi vì là có khá nhiều bài counter Đức Anh trận này luôn á. Thực sự rất khó với việc mà ở lobby này anh ta đánh cho mình đó là một con Jax như vậy. Rất nhiều Veo Code. Và anh Phong Hoa anh có thể thấy là nhà EBI anh ta đã có 3 đồ Veo Code chuẩn. Và rất đẹp rồi, Veo Code 2. Form bài cực kỳ khỏe. Từ khi anh ta xuống 40 máu không thấy anh ta thua nữa. Với việc mà có biến hệ. Đức Anh quyết định thay thay Khá khó dành cho Đức Anh. Và đây là một nhà Jax. Và nhà Jax này là Jax 2. Có cho mình đó là một con Viego cầm tim băng. Thì khá khó cho Đức Anh có thể chiến thắng ở round này. Với việc mà con Jax kia gõ thẳng vào vị trí của con Jax này. Nhưng mà Galio có khiêu khích thì phải. Màn hình của tôi hơi mờ một chút. Và đây rồi. Hình như là cũng có một phần ảnh hưởng đến từ màn hình của game thủ nữa thì phải. Đấm rất đau và Đức Anh có thể sẽ phải dừng lại vị trí top 8 với việc mà anh ta ao máu lobby và chỉ còn lại mà 7 máu mà thôi. với việc mà cho con DNA này có vẻ Đức Anh thì gần như là không có tác dụng lắm. Nếu mà gặp những nhà như kiểu là ma pháp sư ấy, nó sẽ kèm một con Syndra ra vào ấy, thì con DNA này nó không được chơi. Nên anh cảm giác là cái pha cho DNA này có vẻ là hơi thừa một chút Đức Anh thì phải. Thực sự thì Đức Anh em nghĩ rằng không không còn quá nhiều lựa chọn với việc mà anh ta chưa có một con reo nào cả. Giáp lửa hay tim băng, anh ta lựa chọn đó là giáp lửa thì phải. Chính xác như vậy rồi. Nhưng không có reo thì lượng sắt sức mạnh của một con Jax nó bị giảm đi khá đáng kể. Thế này hơi ép chết Đức Anh một chút. Roll. Và không có gì thêm. Đôi Nautilus, đôi Thresh và đôi Jax. Đây gần như là một thế ép chết rồi. Anh ta chỉ có cho mình đó là một con Galio cầm hai đồ như thế kia. Thì lấy đâu là lượng sát thương để địch lại. Với việc mà anh ta có thể gặp những nhà Veo Code như thế này đây. Con Fiddlestick stick lượng sát thương có lẽ là sẽ là rất nhiều. Trứng rất to đến từ anh chàng Cường kia. Tôi không biết là anh ta là Cương hay là Cường. Nhưng mà anh ta viết không giấu với tôi cứ mường tượng tên người Việt Nam thì hay tên là Cường đi. Khả năng là tử cho Đức Anh Và rất khó với việc mà bài Jax gặp cho mình đó là một bài đấu Veo Code thì Jax gần như rất khó để đụng vào được Veo Code với việc mà một con Sion có thể lao ra. Hình như là có ba nhà mực. Anh Phong Hoa, đó là ba nhà mực, không có nhà nào Kama thì phải. xác. Nhà của TLS Cường chính là một nhà mà lúc nãy nhìn là cầm item cho các ma, nhưng bạn ấy cũng đã quyết định là xoay về với code rồi. Code kẹp thêm thay ma thôi, hoàn toàn hợp lý thôi. Có vẻ như là màn hình của các game thủ không có nhà nào nét cả nên chúng tôi không thể truyền tải đến cho các bạn những bài đấu của các game thủ được. EBI anh ta vẫn có cho mình đó là 40 máu để cháy và có vẻ anh ta sẽ là một bài đấu vào top được với việc mà những nhà ở dưới đều chỉ là Veo Code 2 mà thôi. Lượng đồ của EBI cũng là rất đẹp, biến hệ cũng là như vậy, có cả biến thiên thần cùng với đó là biến ma pháp sư.
thì hơi khó dành cho những người khác. Đây là Lucian của Ngidendi. Và không, như đã nói, Gibby, anh ta cũng có một lượng đồ rất đẹp dành cho Vecot, mặc dù chỉ là Vecot 1 mà thôi. Trong lúc đó thì AB bị hạ gục rồi. Không biết là bởi ai nhưng mà đã bị hạ gục rồi. Anh chàng cường này, anh ta có cho mình, nếu là hai con Nunu nữa sẽ là Nunu 3. Cùng với đó một quả trứng rất to đang chờ đợi anh ta. Bài của Gimmy, đồ lực đồ của Vecot rất đẹp. Wow. Ui. Ui. Đó là một quả trứng hình như là gần max size thì phải. Một size nếu nữa sẽ mà là max size. Ba bốc đồ và ba mảnh đồ thì khả năng cao là cái quả trứng đấy là quả trứng 4 turn em ạ. Anh đánh Long Tốt hơn nhiều nên anh khẳng định đấy là quả trứng 4 turn á. Em nhớ là nếu mà trứng 5 turn thì nó sẽ có thể cho ra hai tap chest. Đúng không? Hoàn toàn chính xác luôn. Và anh ta đã có một lượng đồ rất lớn, hoàn toàn có thể comeback lại được. Khá đáng tiếc khi mà nhà của anh ta không có được màn hình tốt cho lắm để chúng ta theo dõi trực tiếp khi mà anh ta nhặt đồ. Nhưng mà từng đó là đủ thông tin, anh ta hình như có 3 cái bốc đồ và 2 mảnh đồ thì phải, nếu như tôi nhìn không nhầm. Và Vecot, chúng ta thấy game đấu này rất nhiều Vecot gặp nhau và sấy thẳng vị trí ở Vecot 2. Vecot lượng đồ gần như là y hệt nhau và gần như là phân thân vậy, song song. Nhưng có vẻ như Gibby anh ta có một lợi thế, con vực của anh ta sấy tốt hơn và là một chiến thắng này cho anh ta mà thôi. Biến ma pháp sư rất nhiều, 4 ma pháp sư. Khi mà bài Vecot có biến ma pháp sư thì rất mạnh ở thời điểm hiện tại rồi. Cô có thấy điều đặc biệt khá giống nhau của hai cái nhà mực này không? Em với việc mà màn hình hơi mờ thì em nhìn thấy là đó là cái thanh kiếm, cùng với đó là lượng đồ dành cho thây ma rất đẹp, rồi dành cho con Saiyan rất đẹp. Không hiểu sao nhưng mà hai cái nhà Vecot này đều có kiếm súng ánh sáng em ạ. Chính xác, đó là thanh kiếm rất đẹp luôn. Cực kỳ lợi hại luôn. Bảo sao EV mặc dù chỉ có một con Vecot 1 nhưng mà vẫn có thể cháy từ lúc tân đầu 4 chấm đến giờ luôn đấy. Cái thanh kiếm Hextech gần như là nó cải thiện toàn bộ những điểm yếu con Vecot này, từ hồi phục, từ sát thương cộng thêm hồi phục cho đồng minh. Vecot 1 thôi đều có lượng sát thương ổn định. Rất nhanh à. Gặp cho mình bài của Lucian của Lâm Luis đây rồi. Con Lucian này xếp khá đẹp nhá. Nó sẽ... À không, như này nó sẽ lấy mấy con lắc rồi. À, lại thêm một cái gợi ý nhỏ nhỏ cho các bạn nhé. Nếu mà khi bạn đánh Lucian ấy, gặp những nhà như kiểu là Kayle hoặc là Amphe ấy, mà bên kia họ không có một con bo góc như này nhá, thì anh em có thể xếp con Lucian thẳng mặt cái con co bên đấy, thì con Lucian sẽ xấy thẳng mặt vào co nhá. Thay vì anh em xếp đối diện. Nếu mà anh em xếp đối diện nó sẽ xấy qua dàn tanh. Còn nếu mà anh em xếp thẳng mặt nó sẽ xấy thẳng vào cái dàn co của team đối phương luôn. Đấy là một trong những trick cho anh em nào đánh Lucian nhé. Và đây Lâm Núi đánh ta với việc mà rất nhiều nhà Vecot mạnh rồi. Anh ta bị đẩy máu khá là sâu. Lucic Nam có biến pháo thủ. Khá ngon. Liệu rằng anh ta có cân nhắc với việc có cho 4 pháo thủ vào không? Anh ta có thể lên 9. Anh ta sẽ roll đây. Vũ vừa có nhìn thấy Lâm một làm cái hành động gì không? Anh ta cho bớt tướng ra để lấy những cái hệ của những vị tướng ở trong bàn thôi. Chỉ lấy những hệ vị tướng khi mà chúng ta mở sách. Khá tuyệt vời. Nhưng mà con Vecot sẽ bị... con Vecot sẽ xấy thẳng ở vị trí của Lucian. Thì liệu rằng con Vecot 1 này có đủ sát thương hay không đây? Gấu nhảy khá đẹp. Nhưng hơi đáng tiếc khi nhảy vào cái vút bẫy rồi. Nhưng mà như đã nói con... Galio của anh ta rất trâu với việc mà có hai cái giáp gai. Thì với một cái crit phép đến từ vị trí của Vecot thì khá mất thời gian. Và sẽ là một chiến thắng dành cho nhà của EBI mà thôi. Sấy lâu cũng sẽ là đủ sát thương để dứt điểm. Hai biến như kia rất lợi hại đến từ con Visual Stick. Có biến ma pháp sư cùng với đó là biến thiên thần. Lâm Lũy anh ta lì lên 9. Có cho mình đó là một con pháo cho vào 4 pháo. 6 vệ binh. Có cung xanh đến từ Rell. Anh ta lấy con Rell này về để có thể cho mình có là một con Rell 2. Gimme là update cho mình con Vecot 2 rồi.
À, trận này nếu mà đánh về late game sẽ là những nhà vây cốt đánh với nhau thôi. Nhưng mà tầm này thì những nhà sát thương vật lý như kiểu Lucio, Draven là hơi yếu đi một chút rồi. Và đây anh ta sẽ lên 9. Liệu rằng anh ta có thể update cho mình round 2 hay không? Những bài đấu một con Raven, tôi không nhìn rõ con Raven kia nó đang ở vị trí top mấy. Nhưng mà tôi quên tên. Và có video code 2 dành cho Gibby thì Gibby đang có một cái bài đấu rất mạnh rồi, 2 phút bẫy. Thì khả năng cao là con video code này sẽ sấy hết những cái tia mực của mình mà thôi. Không thiếu một chút nào. 2 phút bẫy. Và đây không phải là một pha sấy solo, nhưng Ô mà mực đen 2 tôi vẫn đánh giá cao hơn. Gibby có thể nói là hơi hơi đen một chút á, tức là bạn ấy tính là sẽ gặp nhà Draven cơ, là bạn đã đảo để cố gắng sấy thẳng mặt con Draven á, và hơi tiếc là gặp lại EB. Con Nhưng mà mực mực này 2 mạnh chắc quá. chắn là sẽ chiến thắng thôi. Mực 2, lượng đồ là tương đồng nhau. Nhưng mà Gibby anh ta có một cái win streak và EB phải dừng lại vì top 5 thì phải. Và Cường anh ta mặc dù đã có một lượng đồ ổn nhưng có vẻ như anh ta không có cho mình đó là vị tướng Veo Code 2, và anh ta phải dừng lại vị top 6. Hai nhà đang cháy và Lâm Luis anh ta chỉ còn lại dưới 10 máu. Thì với một bài đấu win streak cùng với đó là những bài comeback mạnh như thế này thì khả năng cao Lâm Luis hơi khó để có thể dẫy được vào vị trí top 3. Top 4 tôi nghĩ rằng một cái trận đấu win streak sẽ là có thể mỉm cười con Raven này. Nếu mà Raven 3 thì không cần cung xanh và lượng sát thương sẽ được đầy đủ dành cho anh ta mà thôi. Đây rồi. Về đầu Jack. Ui. Và chúng tôi vừa nhận được thông tin song song với bảng S thì là thời gian mà đang tiến triển của chúng ta chạy bảng E, thì thông tin tôi được nhận là TG Green anh ta đang có vị trí top 2. Có vẻ là khá khởi sắc so với người bạn của mình, Đức Anh 2K. Đức Anh 2K thì trận đấu này anh ta phải dừng lại vị trí top 8 rồi. Khá đáng tiếc. Và Lâm Luyết anh ta chưa phải dừng lại, anh ta đang có cho mình đó là một máu. Nếu tôi nhìn không nhầm và khả năng cao Give Me với bài đấu như này anh ta có thể lên 9. Và một bài đấu có thể cạnh tranh vị trí top 1 Garen 2 đến từ vị trí của Lâm Luyết. Chắc chắn sẽ là lên 9 thôi. Khi mà cái lobby này bây giờ chỉ còn 3 nhà sát thương vật lý thì nhà Vecode là một người là quá có lợi rồi. Lợi thế nhất ở đây rồi. Anh ta có thể lên 9 cũng như roll Vecode 3 tùy tình huống thôi. Bởi vì bây giờ lên 9 thì mình cảm giác là bạn ấy không kẹp được cái gì gọi quá đáng kể. Chắc là sẽ kẹp thêm một con gấu nữa để lấy thêm CC thôi. Xếp góc rất tốt. À không, anh ta đảo lại rồi và anh ta không có một góc đẹp lắm để sấy Lâm Luis. Mà liệu rằng anh ta có chiến thắng hay không? Wow, một phát cắn thì phải, một phát cắn lực sát thương chuẩn đến dành cho Galio. Và Galio tụt máu không phanh. Và Lâm Luis chắc chắn sẽ phải dừng lại mà thôi. Liệu rằng có một lượng máu âm hơn. Và đây là bảng E chúng ta đang cập nhật một chút thông tin. Và TG Green anh ta đang có vị trí thứ nhất với việc mà anh ta đang có 15 máu, một bài đấu rất mạnh, một quân bài tủ hai kiếm cùng với đó, à không, đó là hai cái bút bẫy. Thì anh Phong Hoa nghĩ sao về bộ bài này của Green 4 thiết giáp? Anh chưa nghĩ thấy có một cái cơ hội nào cho hai rô để thắng được. À không, thứ cũng không hơi khó. Với hai cái bút bẫy thì gần như là con DNA này không thể sờ tới con kêu đâu. Nhưng mà có vẻ Riven đang clear rất nhanh anh Phong Hoa ạ. Thì liệu rằng con kêu này có thăng hoa được hay không đây? Thăng hoa thì chắc chắn là sẽ thêm thăng hoa được. Vấn đề là đó, có vừa nãy anh định bảo á, cái trường hợp duy nhất là con Nidalee á, nó né được hết sát thương á, thì có thể có một chút cơ hội cho Hyrule. Nhưng mà hơi khó khi mà con kêu này cầm cả giáp hồi sinh nữa cơ. Bốn thiết giáp thì hơi khó. Và top 1 dành cho anh chàng Green, trái ngược với người đồng đội của anh ta. Và đây chúng ta quay trở lại với bảng S. Với việc mà Phong Hoa anh ta phải dừng lại vị trí top 3, Lâm Viết phải dừng lại vị trí top 4 thì đây là một sự cạnh tranh và khả năng cao Gibby anh ta sẽ có một trận đấu top 1 mà thôi. Anh ta đang có một bài đấu rất mạnh với một con mực cầm đồ như này, quá khủng khiếp. Anh Phong Hoa nghĩ sao việc cho con Garen vào giảm kháng phép em? À đây có giao điện rồi.
Em vừa nhìn thấy đó là giao điện thôi. Anh đang định nói là với việc có giao điện thì con Garen này gần như là không cần thiết. Nếu mà anh em có một cái giao điện hoặc nỏ xét rồi ạ, thì thay vì cho Garen anh em nên cho thêm một con gấu nữa, nó sẽ lợi có thêm CC sẽ ngon hơn nhé. Con Garen nếu mà không có item á, thì gần như nó không tác dụng gì trong bộ thây ma này đâu. Đúng là như vậy rồi, và anh ta xếp được góc. Và có vẻ như là Phan Mạnh Mèo 10 năm, anh ta quyết định không thay đổi vị trí của Lucian. Và gấu, hai con gấu này nhảy rất đau và Velcro xấy một đường tia kẽ tóc. Không thấy đội hình của Phan Mạnh Mèo 10 năm nữa, đấm toàn là nguyên nhà mà thôi. Và đúng là như vậy rồi, và chiến thắng top 1 dành cho Gimmy. Anh ta có một trận đấu top 1 và lợi thế rất cao với việc mà có cho mình đó top 1 ở trận đấu đầu tiên. Tham gia group TG và những người bạn, nhấn theo dõi các kênh của TG TV để nhận được những thông tin hấp dẫn về đấu trường chân lý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.